Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 1 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa được tiếp tục với nội dung viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, phần tự bào chữa bổ sung của bị cáo quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại phần đối đáp, đại diện viện kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thật sự của ngân hàng SCB. Theo đại diện viện kiểm sát, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan thực hiện xuyên suốt từ năm 2012, bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần tiền thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Theo đại diện viện kiểm sát, mặc dù hành vi của Trương Mỹ Lan là xuyên suốt trong một thời gian dài với cùng phương thức, thủ đoạn nhưng viện kiểm sát truy tố về hai tội danh khác nhau. Vì trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2018, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm thỏa mãn cấu thành tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Bộ luật hình sự năm 1999. Đến giai đoạn 2018 trở về sau, lúc này Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực, đồng thời căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong giai đoạn này hành vi của Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó viện kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ. Đối với quan điểm của các luật sư cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ, không có quyền quyết định hoạt động của SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đại diện viện kiểm sát cho rằng quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng và không phù hợp với các tình tiết khách quan, chứng cứ có trong vụ án. Tuy Trương Mỹ Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị SCB, không có quyền quyết định trong SCB nhưng tài liệu chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định Lan là chủ thực sự có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Hồ sơ có trong vụ án đã thể hiện rất rõ Trương Mỹ Lan đã sở hữu trên 91% vốn điều lệ của SCB, từ đó điều hành mọi hoạt động của SCB. Rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng đứng tên mua cổ phần giúp Trương Mỹ Lan ngay chính trương mỹ lan cũng xác nhận đã nhờ người thân bạn bè mua cổ phần của scb đối với việc bị cáo trương mỹ lan và luật sư cho rằng không sử dụng quyền hạn để sắp xếp bố trí nhân sự chủ chốt tại scb nhưng các tài liệu thể hiện trương mỹ lan chính là người bố trí sắp xếp nhân sự và đây là thủ đoạn phương thức phạm tội để trương mỹ lan rút tiền ra khỏi scb Bên cạnh đó, lời khai của các bị cáo chủ chốt tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra và xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nhớ rất rõ từng nhân sự, lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong SCB. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại chung cư số 390, Bồ Đề, quận Long Biên, giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 khách hàng với số tiền 338 tỷ đồng. Khi vụ việc xảy ra, không ít người bày tỏ lo lắng và đặt ra câu hỏi, quyền lợi của người gửi tiền vào MSB được đảm bảo ra sao sau vụ việc này? Trước vụ việc này, luật sư Nguyễn Thành Công, công ty Đông Phương Luật, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cần phải xác định quy trình của MSB về việc gửi tiền của khách hàng, gồm nhận tiền của khách hàng, đưa số tiền này vào tài khoản và chuyển thành khoản tiền gửi. Quy trình này gồm những loại công việc cụ thể nào? Nhóm cán bộ ngân hàng thực hiện các thủ tục đã đầy đủ hay chưa? Nhưng quan trọng nhất là có phổ biến quy trình này đến cho khách hàng hay không? Luật sư Công nói theo tôi, các ngân hàng đều có chính sách cho khách hàng VIP để hỗ trợ tốt nhất cho nhóm khách hàng đặc biệt này nhằm giữ chân họ trong quan hệ với ngân hàng. Như vậy cần phải xác định các khách hàng này đã nhận được thông tin để thực hiện giao dịch với đầy đủ các thao tác dù đó là giao dịch của khách hàng VIP. Chỉ khi xác định được chính xác vấn đề này thì mới có thể xác định lỗi do ai. Nếu khách hàng buộc phải thực hiện các quy trình trong hoạt động gửi tiền mà không làm đủ hoặc giảm tiện để tạo cơ hội cho nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền thì theo luật sư công Phần lỗi này khách hàng phải chịu một phần dù lỗi chính là nhân viên ngân hàng, tức đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt, bị hại là khách hàng, nhân viên ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại cho khách hàng. Trường hợp khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo thông tin mà khách hàng nhận được, đúng quy trình của ngân hàng thì lúc này tiền đã được ngân hàng quản lý, đồng nghĩa khi mất số tiền này là từ hành vi tham ô và ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền này cho khách hàng. Ngoài ra theo luật sư công với nguyên tắc chịu trách nhiệm của tổ chức khi nhân viên thực hiện hành vi sai phạm theo bộ luật dân sự hiện hành thì sai phạm mà nhân viên gây ra thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm cũng có thể được áp dụng vào trường hợp này bởi giao dịch ngân hàng khách hàng là loại giao dịch đặc biệt chỉ có một tổ chức duy nhất là ngân hàng mới được thực hiện giao dịch nhận tiền rồi gửi trả lãi định kỳ với quy định chặt chẽ về thủ tục lẫn sự bảo hiểm tiền gửi cũng như quy định pháp luật khác về trách nhiệm luật sư công nói doanh nghiệp ngoài ngân hàng vẫn có thể nhận tiền của cá nhân tổ chức rồi cũng trả lãi định kỳ nhưng đó không phải là tiền gửi mà là tiền cho vay hoặc tiền góp vốn hợp tác nếu xác định là tiền gửi thì chỉ có một tổ chức tín dụng duy nhất là ngân hàng mới có thẩm quyền đó như vậy ngân hàng có các quy định chung của nhà nước ấn định được nhận tiền gửi và trả lãi định kỳ với hạn mức trần luật định mà không được vượt trần còn doanh nghiệp thì không có bất cứ hạn mức trần nào vì vậy quy định của pháp luật cũng rất chặt chẽ dành cho ngân hàng khi nhận tiền gửi Song song đó, quy trình nhận tiền gửi được luật hóa theo luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện đúng. Mọi hoạt động trái với quy trình công bố là không đảm bảo và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trên cơ sở này, cần phải xác định trách nhiệm của MSB khi các văn bản, chứng từ đã phát hành khi nhận số tiền gửi này của khách hàng đúng theo quy định. Cuối cùng, luật sư công khẳng định việc tiền bị chiếm đoạt là trách nhiệm của MSB bởi với chứng đó giấy tờ đủ cơ sở xác định tiền gửi của khách hàng đã được nhập vào kho ngân hàng nên đã phát sinh quyền được đảm bảo tài sản của khách hàng. Việc mất mát là trách nhiệm của ngân hàng chứ không thể đổ lỗi cho khách hàng để buộc họ phải đòi cá nhân đã chiếm đoạt là nhân viên ngân hàng. Nói về vụ án liên quan tới tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết, không chỉ riêng hậu pháo, đã có trường hợp ghi âm, ghi hình, lưu trữ tài khoản chuyển tiền cho quan chức, sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức. Những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều hành vi trái pháp luật. Đại biểu đoàn Đồng Tháp đánh giá, tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy. Việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây. Nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu, trúng giá, để cho doanh nghiệp làm ăn được. Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng Bộ Công an hiện chưa thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào, gây sức ép làm sao nên khó đánh giá cụ thể. Ông Hòa nhận xét, theo tôi, đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua nhưng có thể khác nhau về kiểu, về hình thức nhận hối lộ. Ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật, nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác. Nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ chúng các dự án. Từ đó, đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở, ban quản lý dự án, vân vân. Những đối tượng làm ăn phi pháp, gian manh như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn, trục lợi. Do vậy, vụ án này cũng tương tự như nhiều vụ việc trước. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh luật pháp Việt Nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền, Ví dụ như trường hợp một giám đốc CDC vừa qua thì có thể xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ. Đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói, trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan. Việc nhận tiền tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ vì đã nhận tiền để làm sai. Các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới. Các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn của AIC đều làm ăn ở rất nhiều địa phương hay vụ Kites cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành đại biểu phạm văn hòa nhận định bước đầu hậu pháo bị phanh phui bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là vĩnh phúc và quảng ngãi nếu không bị phát hiện đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác